Hoàng Mai Nhi ở về lớp. Cố một trận nữa chúng ta sẽ có tỷ số hòa trận hòa C. Đấy, bây giờ với cảm giác nó khô máu tí em ạ. Nãy giờ thì, lúc nãy thì bài chúng ti lên đời là khá muộn. À, kiếm bài đẹp đẹp lên đời sớm chém nó mới bay được. Mình kia toàn hệ già dơ thôi, không phải là cái hệ mà dễ chém. Cái gì đây? Yamato. Bên kia là Romkatha à? À bên kia là cho Songkatha hay sao em ạ? Chúng ta là Ia Roman, đẹp hơn rồi. Become Ia. Còn mình tính ra tươi phết đấy chứ. Bên kia là cho son của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và về lớp anh cầm con Cà Tha thôi. Đây là BB, quả đầu 6 cây, gỗ đầu 75 gần. Quân được đánh giá là đẹp hơn rồi, lợi thế hơn. Chúng ta hy vọng sẽ tận dụng tốt để có thể phân bình tỷ số về trận và về C. Đây là C2 trận 3. Quay trở lại em nào, đây là bầy hiêu trong tay của game thủ BB. Hiêu đầu 4 à, hiêu đầu 4, quả đầu 6. Cái gỗ là siêu đẹp. Các bạn sẽ lựa chọn lối đánh như nào đây? Bồm bồm công giát hay là đánh tại nhà thôi, cùng xem. Tỷ lệ ôm bom cống giáp sẽ là rất cao tới từ phía bên kia cho son Katha. Kèo này thì bây giờ thì Tuti đánh giá là yếu nhất đấy, TB khỏe nhất, Tuti yếu nhất nên là chưa cần với bên kia. Hơi lag từ máy bi. Rồi, hết rồi đấy. Tiếp tục cầu vòi dành cho con túi bi. Rồi, con vòi đầu tiên đã về. Và có thêm đôi vòi nữa. Ấy kìa. Bi định ngửa tay gẹo quả chết dân đấy. Mấy cái đi sai luôn ạ. Rồi, tỷ số là 3-1. Chết chắc con dân này còn gì nữa. Rồi, hòa C và chúng ta cùng nhau đến sơ đồ thứ 3.